Nhân ngày gia đình, điểm qua loạt phim về gia đình khán giả vô cùng yêu mến. 1. Thương ngày nắng về hiện đang là bộ phim truyền hình được yêu thích nhất trên màn ảnh Việt. Nội dung phim xoay quanh cuộc sống của gia đình bà Nga do nghệ sĩ ưu tú Thanh Quý thủ vai, cùng ba cô con gái là Vân Khánh do diễn viên Lan Phương thủ vai, Vân Trang do Huyền Ly Di thủ vai và Vân Vân do Ngọc Huyền thủ vai. Mỗi cô con gái của bà Nga đều có tính cách và cuộc sống riêng, điểm chung giữa họ là luôn yêu thương, bảo vệ gia đình mình. Bộ phim này đã lấy đi rất nhiều nước mắt của khán giả với những câu chuyện rất tình và rất đời thật. 2. Hương vị tình thân. Từng làm mưa làm gió trên màn ảnh Việt, bộ phim là câu chuyện của cô gái Phương Nam do Phương Oanh thủ vai. Với tính cách lạc quan vui vẻ nhưng lại phải mang số phận éo le, Nam vừa mất đi người bố yêu thương mình hết mực lại phải đối mặt với chuyện tình cảm đầy trắc trở. Ngoài ra, Hương vị tình thân còn là câu chuyện khiến khán giả phải rơi nước mắt về người cha có quá khứ vào tù ra tội và cuộc hành trình nhận lại con gái. Kết thúc bộ phim, thứ mà người xem lưu luyến nhất trong phim lại chính là hai chữ tình thân và hương vị khó quên của nó. 3. Về nhà đi con. Khai thác câu chuyện gà trống nuôi con của ông Sơn do nghệ sĩ nhân dân Trung Anh thủ vai và ba cô con gái Huệ do Thu Quỳnh, Thư do Bảo Thanh và Dương do Bảo Hân. Xuyên suốt cả bộ phim là những mối quan hệ tưởng như bình thường nhưng vô vàn rắc rối giữa các nhân vật. Tình cảm chị em, vợ chồng, cha con được khắc họa một cách vô cùng chân thực khiến nhiều khán giả có cảm giác như thấy câu chuyện của chính mình trên phim. Tình yêu vô bờ bến của các bậc sinh thành, dù những đứa con có ở ngoài kia có khó khăn thế nào, có vấp ngã ra sao, thì những người cha, người mẹ vẫn sẵn sàng giang tay đón nhận con cùng câu nói về nhà đi con. 4. Hãy nói lời yêu. Được đánh giá là bộ phim về đề tài gia đình chân thực đến mức khiến người xem phải xót xa. Phim là câu chuyện về cuộc sống trong nhà bà Hoài do diễn viên Nguyệt Hằng thủ vai. Bên ngoài thì là gia đình kiểu mẫu nhưng bên trong lại chứa đựng vô vàn vết nứt đang trực chờ rỉ máu. Không chỉ nói đến tình yêu bố mẹ dành cho con cái mà bộ phim này còn thể hiện là bài học, là lời cảnh tỉnh cho nhiều bậc phụ huynh khi yêu sai cách khiến con cảm thấy ngột ngạt đến mức tìm mọi cách để thoát khỏi kìm kẹp dù là bằng cách cực đoan nhất. Qua những câu chuyện trên phim, khán giả không chỉ nhìn thấy một phần gia đình mình mà còn học thêm được cách yêu, cách trân trọng thứ tình cảm thiêng liêng ở nơi mà ta gọi là nhà. Hãy like và subscribe kênh Nhân Lực Nhân Tài Việt trên các nền tảng để theo dõi những thông tin mới nhất. Xin chân thành cảm ơn.